Okay, let's start our lesson this afternoon. Are you ready? Mình bắt đầu vào học nha con. Are you ready? Yes. Thank you. Can you see anything on the screen? Con trông thấy gì trên màn hình chưa? Okay. Let me check again. Now, can you see anything on the screen now? Con trông thấy được chưa? Con trông thấy được chưa? Yes. Okay, thank you. Yes. Who can say aloud the question? Who can say aloud the question? Rồi, bạn nào đọc giùm thầy câu hỏi trên màn hình coi. Is that her mouth? Very good. Is that her mouth? Very good. Câu này bạn nào hiểu? Câu này bạn nào hiểu thầy vừa hỏi gì vậy? Đề bài của mình á. Đề bài của mình là Is that her mouth? Con có hiểu câu hỏi này không? Kia có phải là Is that her mouth? Kia có phải là gì con? Ok, let's review. Như vậy mình chưa ghi nhớ từ mouth. Mình chưa ghi nhớ từ mouth. Now, ok, lát nữa mình sẽ ôn lại một số danh từ trong bài nha. Now listen to the song. Now. Hello, hello, what's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Noodle. My name is Blossom. Nice to meet you. Hello, hello. What's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Cheesy. Nice to meet you. Hello, hello. What's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Charlie. My name is Colonel. Nice to meet you. Ok, is the song interesting for you? Con thấy bài hát có hay không con? Yes. Ok, do you want to listen again? Muốn nghe lại lần nữa không? Yes. Ok, now listen to the song again. Thank you.
your name? My name is Noodle. My name is Blossom. Nice to meet you. Hello, hello. What's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Cheesy. My name is Broccoli. Nice to meet you. Hello, hello. What's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Jelly. My name is Colonel. Nice to meet you. Let's be friends. Okay, thank you. And now we review some vocabulary in our lesson. Bây giờ mình ôm một số các từ vựng trong bài nha. Mình ôm lại một số các từ vựng trong bài. Okay. Can you see a mouse? Can you see a mouse on the screen? Con có nhìn thấy trên màn hình chưa? This is a mouse. This is a mouse. Listen and repeat. Con nghe và con lặp lại nha. This is a mouse. À, bạn nào cho thầy biết a mouse nghĩa là gì vậy con? This is a mouse. Có từng thấy cái này không? Ở nhà mình có trông thấy không? Ở nhà mình có trông thấy không? À, nó được gọi là gì con? Nó được gọi là cái gì vậy? This is a mouse. Nó được gọi là gì con? À, nó là con chuột máy tính nghe không? Nó là con chuột máy tính. Now listen and repeat. Mouse. One more time. Mouse. 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 This is a mouse. And now, what is this? What is this? Who can say aloud? Keyboard. Very good. Keyboard. Very good. Another one say again, please. Another one says again, please. Keyboard. Rồi một bạn khác lặp lại giùm thầy coi. What is this? Keyboard. Very good. À. Okay. Mình hiểu tiếng Việt là gì con? This is a keyboard. Mình hiểu tiếng Việt là gì con? Very good, thank you, very good. And what is this? And what is this? Who can tell me? What is this? Screen. Very good. Screen. Screen. Another one says again. Một bạn lặp lại giùm thầy coi. Screen. Another one says again. Screen. Very good. Screen. Okay. In Vietnamese, what does it mean? Tiếng Việt con hiểu là gì con? This is a screen.
Scream. Tiếng Việt. Excellent, very good. Thank you. And now, what is this? And now, what is this? It's desk. Very good. It's a desk. It's a desk. Okay. Trong câu trả lời, con thêm mạo từ, con thêm chữ a. It's a desk. Very good. Another desk. One says again. Desk. Desk. Okay. Another one says again. What is this? Do you have this one at home? Do you have this one at home? Ở nhà con có chiếc bàn như thế này không? Do you have this one at home? Yes. Okay. Yes. Very good. You can say, con có thể nói, yes, yes I do. Very good. Thank you. Okay, listen, pawn, and repeat, please. Listen, pawn, and repeat, please. Unit 2. Is that Hermes? Track 8. Lesson 1. Words. 1. Listen and point. Mouse. Keyboard. Screen. Desk. Okay, and now iPhone. iPhone. And you say please. Bây giờ thầy chỉ vào hình nào thì con có thể đọc giùm thầy nghe. Now iPhone. And you say aloud what it is. What is this? Say aloud, please. Say aloud, please. Say aloud, please. What is this? Turn on your microphone, please, and say aloud. What is this? Who can? Who can say aloud? Con nghe có rõ không? Âm thanh có nghe rõ không? Mouse. Very good. What is this? Yes. What is this? Dạ con. Screen. Good. What is this? What is this? This. Say again, please. What is this? A keyboard. Very good. And what is this? Desk. Excellent. Thank you. Thank you. Okay, now listen and pawn. Con có thể nghe và dõi theo. Con sẽ nghe và dõi theo các từ, các câu trong bài. Lesson 1, words. Track 9. 3. Listen, point, and repeat.
Can you play with this cute cat for a while? But? Okay, Mom. Can you play with this cat? Okay. No problem. Let's play soccer. Oh no. Bad cat. Is that a mouse? Oh no. Okay. Now listen again. One more time, please. Lesson 1. Words. Track 9. 3. Listen, point, and repeat. Can you play with this cute cat for a while? But? Okay, Mom. Can you play with this cat? Okay. No problem. Let's play soccer. Oh no. Bad cat. Is that a mouse? Oh no. Okay, how many toys can you see in the picture? Trong ảnh, trong bài, con trông thấy có mấy món đồ chơi. How many toys can you see on the screen? How many toys can you see? Okay, who can tell me? Who can tell me what it is? I point in the picture and you tell me what is it? Thầy chỉ lên màn hình, con có thể gọi tên các đồ vật, các con vật ở trong bài nghe. Are you ready? Are you ready? Yes. Okay, now what is this? What is this? What is this? What is this? It's a cat. Very good. Yeah, it's a cute cat. It's a cute cat. Thật là một con mèo dễ thương. Very good. And what is this? And what is this? This is a robot. Very good. It's a robot. Excellent. And what's this? And what's this? Mouse. Yeah, very good. A mouse. A mouse. It's a mouse. Very good. Okay. Như vậy trong bài con thấy chú mèo lầm tưởng đây là con chuột ha. Chú mèo lầm tưởng đây là con chuột. Do đó nó đã ngoạm vào trong mồm, đúng không? Làm hư con chuột máy tính của bà ấy, của cô ấy. Ok. Now listen one more time. Con nghe lại lần cuối cùng nghe. Listen and point. Nếu có sách bên cạnh con có thể chỉ thêm vào
hoặc là nhìn kỹ trên màn hình. Lesson 1, words, track 9. 3. Listen, point, and repeat. Can you play with this cute cat for a while? But, okay, Mom. Can you play with this cat? Okay, no problem. Let's play soccer. Oh no, bad cat. Is that a mouse? Oh no. Okay, thank you. Good job. Okay, and now I want to know what you have. What you have on your desk? À, bây giờ con nhìn ngay ở trên bàn học của mình. Có những món đồ gì? What do you have on your desk? Con có thể trả lời, con có thể cho thầy biết, cho các bạn cùng biết nha. What do you have? Như vậy con có thể bắt đầu câu trả lời là con có thể bắt đầu là câu trả lời là I have a. À, bây giờ bây giờ con trả lời cho thầy theo cấu trúc sau đây. Con sẽ trả lời cho thầy theo cấu trúc sau đây. Rồi. Con vẫn nhìn thấy trên màn hình đúng không? Con vẫn nhìn thấy trên màn hình. Rồi, ví dụ thầy hỏi mình, thầy hỏi lớp, what do you have? À, thầy sẽ hỏi what do you have on your desk? À, what do you have on it? À, trên bàn con có những gì? Con có thể trả lời cho thầy nha. Có món gì thì mình trả lời món đó. Con trả lời I have. I have a blah 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 nha. Yeah. Rồi bây giờ thử bạn nào trả lời thì con mở mic của mình lên nha. Yeah. Mở mic của I have a pencil. What else? Nếu mình có nhiều món thì con cũng có thể nói thêm I have a pencil and nha. Yeah. Con có thể nói thêm. And a book. Ok, thank you. Đó, nếu như mình có nhiều hơn, mình có nhiều hơn một món đồ vật nào đó thì con có thể dùng thêm chữ and. Con dùng thêm chữ and. Con có thể dùng thêm chữ and nha. Yeah. Rồi, ok. Very good. Ok, one more student. Một bạn nữa coi.
What do you have on your desk? What do you have on your desk? One more. Another one, please. What do you have on your desk? I have. Con đọc cho rõ. Con trả lời cho rõ. I have a notebook. I have a notebook. Very good. Thank you. Okay, now look at again your lesson. Now listen and then repeat. Listen and then repeat. Bây giờ mình lắng nghe câu hỏi sau đây và sau khi thầy giải thích mình hiểu rõ hơn nha, cách đặt câu hỏi và trả lời cho nó phù hợp nha. Can you see on the screen? Con có nhìn thấy trên màn hình chưa? Can you see? Okay, now listen. Yes. Okay, thank you. Listen. Lesson 2, Grammar, Track 10. 1. Listen and repeat. Is that a mouse? Yes, it is. Okay, one more time, lần nữa nha. One more time. Lesson 2, Grammar, Track 10. 1. Listen and repeat. Is that a mouse? Yes, it is. Very good. Now, who can say again the question? Who can say again the question? Ai đọc lại giùm thầy câu hỏi coi. Who can say again the question? Is that a mouse? Okay, con nhớ lên giọng một chút. Is that a mouse? Con lên giọng cái chữ cuối cùng một chút. Is that a mouse? Say again, please. Say again, please. Is that a mouse? Lên giọng chữ cuối cùng một chút. Lên giọng, tức là con lên giọng cao hơn một chút. Is that her mouse? Is that her mouse? Another one please. Một người khác coi. Another one please. Một bạn khác coi. Another one please. Con đọc lại câu hỏi. Con đọc lại câu hỏi. Con đọc lại câu hỏi thôi. Con đọc lại câu hỏi. Is that her mouse? Con đọc is. Is that her mouse? Ok. Tập trả lời. Yes, it is. Yes, it is. Okay. Rồi, như vậy trong yeah, câu it's a
À, như vậy trong câu hỏi này con thấy câu hỏi của mình bắt đầu là chữ gì vậy? Câu hỏi của mình bắt đầu là chữ gì? Câu hỏi của mình bắt đầu là chữ gì? À, câu hỏi của mình bắt đầu là chữ gì con? Is nha. Như vậy nhớ câu hỏi thì con viết bắt đầu là chữ chữ is nha. Và cuối câu thì thêm dấu chấm, chấm hỏi. Rồi. Bây giờ chú ý thêm cái chữ. Rồi chú ý thêm cái chữ chú ý thêm cái chữ her. À, cho thầy biết chữ her này á là của mình hay là của ai con? Her là của mình hay là của ai? Her là đồ vật của mình hay của ai? Her là đồ vật của tôi. Excellent, excellent, very good. Bạn mình trả lời rất đúng luôn. Của cô ấy nha. Her là của cô ấy. À, à, của cô ấy. Như vậy con hiểu được câu hỏi này nghĩa là gì không? What does it mean in Vietnamese? Như vậy con hiểu và con diễn đạt, con nói bằng tiếng Việt câu này nghĩa là gì con? Who knows? Who knows? Bạn nào biết? Nói giùm cho cả lớp cùng biết coi. Is that her mouse? Câu này muốn hỏi mình cái gì? Câu này muốn hỏi mình cái gì? Is that her mouse? Kia có phải là? Rồi, ai nói tiếp thì nghe coi. Kia có phải là? À, câu hỏi thì mình sẽ diễn đạt theo nghĩa câu hỏi. Kia có phải là? Rồi, ai trả lời tiếp thầy nghe coi. Kia có phải là gì con? Kia có phải là gì? Con chuột máy tính ha. Kia phải là con chuột máy tính của chị ấy không? Của cô ấy phải? Phải không nha? À, nếu đúng là của chị ấy, của cô ấy thì con trả lời yes, it is. Rồi, thầy đố con chứ nếu như cái con chuột máy tính này nó không phải của bà ấy, của cô ấy hay là của chị ấy gì hết thì con sẽ trả lời như thế nào? Có trả lời là yes, it is không? Hay là mình trả lời khác như thế nào? Who knows? Who knows? Who knows? Vậy hay là no it isn't. Very good. No it isn't. Excellent. Excellent. Very good. Rồi. Giỏi quá. Rồi. Thế thì con có thể viết thêm vào để mình ghi nhớ. Mình có thể viết thêm vào để mình ghi nhớ. Thầy ơi, thầy chưa thấy phải không? Rồi. Rồi, để thầy xem lại. Ok. Nào. Rồi, con thấy chưa? Con thấy chưa? Ok. Rồi. Ok. Dạ rồi. Ok. Rồi, câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai. Is that her mouse? Đó, thì mình chú ý chữ her. Chữ her. À, đứng trước
chữ mouse nha, chữ hơ mình phải viết trước chữ chữ mouse. Is that a mouse? Yes, it is. No, it isn't. Rồi, nhớ nha, mình có hai cách trả lời. Mình có hai cách trả lời. Ok. Rồi con viết nốt câu hỏi số 2 vào đi. Rồi mình bổ sung thêm một câu hỏi với từ his. Bạn nào biết từ his? À, từ này là từ her, là của cô ấy. Và nếu như con hỏi về một đồ vật của cậu ấy, của anh ấy, thì con dùng chữ gì? Ai còn nhớ? Ai còn nhớ? Lúc này mình dùng chữ gì? Very good, very good. Lúc này mình dùng chữ his. Rồi, như vậy mình có câu hỏi sau đây. À, ví dụ như thầy hỏi về ba của con nha. Ví dụ thầy hỏi về ba của con. Is that car? À, bây giờ thầy hỏi về ba của con. Is that his car? Có phải kia là chiếc xe của anh ấy không? À, lúc này thầy không được dùng her, bởi vì thầy đang hỏi về ba con. Thầy hỏi về chiếc xe của ba con chứ không phải hỏi về mẹ con. Lúc này mình phải dùng chữ his nha. Is that his car? Rồi, bạn nào trả lời cho mình, ở nhà ba mình có xe hơi, có ô tô, thì con trả lời giùm thầy coi. Nếu có thì mình trả lời yes. Còn nếu không thì mình trả lời no. Ai trả lời giùm thầy coi? Is that his car? Is that his car? Yes. 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 Yes, it. Yes, it is. Very good. Con nhớ trả lời đầy đủ. Yes, it is. Rồi, nhà của bạn nào thì ba không có xe ô tô? Trả lời lại coi. Nếu không có, trả lời sao? I know it isn't. Very good, very good. No, it isn't. Giỏi luôn. Excellent. Good. Rồi. Very good. Rồi, do you finish? Con viết xong chưa? Yes. Finish. Very good. And now
do a mini exercise. Bây giờ mình làm một bài tập nhỏ nghe. Ok, are you ready? Are you ready? Con làm một bài tập nhỏ. Ok. Okay, number one. Điền vào chỗ trống nghe, con làm một bài tập nhỏ. Điền vào chỗ trống. Okay. Number one. Ok, number one. Nó có câu hỏi và câu trả lời. Nó có cả câu hỏi và câu trả lời. Mình xem trong câu hỏi này mình đã học nó còn thiếu chữ gì. À, mình có thể điền thêm. Và câu trả lời cho đúng thì con điền thêm chữ gì ở đầu câu trả lời như thế này nha. Rồi, number one, who can tell me? Very easy. Rồi, nó tương đối dễ. Ai thuộc bài có thể nhìn thấy được ngay. Trong câu hỏi số 1, who can tell me? Ai trả lời giúp thầy coi. Right. Who can tell me? Con có thể đọc luôn cả câu hỏi và câu trả lời. Là thầy biết mình điền thêm từ gì cho đúng. Mẫu câu này học rồi chưa? Mẫu câu này mình đã học trong bài tập ôn đầu tiên ha. Yeah. Rồi, number one, who can tell me? Who can tell me? Rồi, con điền được chữ nào đó? Trong vở con điền vào chữ nào thì con gạch dưới từ đó nghe. Trong vở con viết cả câu của thầy.
và con điền thêm từ nào mình gặp dưới từ đó. Câu 1, ai đã làm xong rồi thì đọc lên thầy nghe cài. Number 1. What's your favorite animal? Very good. What's your favorite animal? How about your answer? Câu trả lời con. Câu trả lời con. Rồi, câu hỏi con điền thêm từ favorite. Very good, favorite. How about your answer? Con trả lời sao? Con trả lời làm sao đây? Trả lời sao đây? Very good, favorite. Right, very good. How about your answer? How about your answer? How about your answer? Who can? Who can? Who can answer? Ai trả lời được câu số 1? Who can answer? Trả lời chữ gì con? À, thế thì câu này. Dạ, thưa thầy, là my favorite animal is a hamster. A hamster, very good. À, thầy viết chữ a puppy, nhưng bạn có thể thay bằng a hamster. A hamster là con gì con? A hamster là con gì con? Là con chuột. À, very good, a hamster. Very good. Thế thì ở đây con điền thêm chữ. Chữ my, excellent, thank you. Bạn nào? Bạn nào chưa làm được thì cố gắng ghi nhớ nha. Ở đây trong câu trả lời mình điền chữ my. My là của tôi đó con. My là của tôi đó nha. Ok. Very good, thank you. Rồi, mai mốt bạn mình hỏi mình what's your favorite animal? Thì mình phải trả lời My favorite animal is a puppy, a hamster, a rabbit, a cat, blah blah blah. Muốn trả lời con vật nào yêu dấu cũng được. Rồi, number 2. Thầy cho tiếp câu số 2 nha. Number 2. Number 2. Rồi, con có nhìn thấy câu số 2 chưa? Có một chỗ trống à, mình cần điền thêm vào. Xem mình điền được chữ nào nha. Đó. Câu này hồi nãy thầy cũng có lưu ý.
Okay, now number two. Number two, who can tell me your question? Trong câu hỏi con điền chữ gì? What? What can you fill in the blank in question number one? Trong câu một con điền được chữ gì? Now, who can tell me what can you fill in the blank in question number one? Câu 1, ai đã điền được rồi? Con đọc lên, thầy nghe coi. Who can tell me? Rồi, câu số 2 cũng là rất dễ. Trong phần đầu của bài học, thầy có nhắc đến câu này rồi. Ai để ý một chút thì sẽ thấy cần thêm chữ gì để điền vào chỗ trống trong câu số 2. Who can say aloud? Ai đọc to dùm câu hỏi số 2 cái. Who can? Turn on your microphone. Con mở mic lên đi. Who can answer? Turn on your microphone. Mở mic lên trả lời đi con. Who can? Tell me. Who can tell me? Câu này dễ mà con. Ok. Rồi thầy giúp cho câu này. Ở câu này con điền thêm chữ do. Con điền thêm chữ do nha. Do. Ok, con điền thêm chữ do. Ok. Rồi, ai đọc to dùm câu hỏi coi. Ai đọc to dùm câu hỏi số 2 coi. Who can say aloud? What do you have in your school bag? Very good. I have a book. Excellent. I have a book. Con có thể điền những từ khác bạn mình nha. A book, a pen, a pencil, ruler, blah blah blah, nha. Yeah, very good. Rồi, thầy lấy ví dụ của bạn, a book. Rồi, very good. Excellent, thank you. Rồi, chuẩn bị. Thầy cho tiếp câu số 3.
Okay, now number three. Okay, now number three. Okay, now number three. Rồi, ai điền được xong rồi, con có thể mở mic trả lời, đọc cả câu hỏi và trả lời luôn rồi. Rồi, cái chữ mà con điền trong câu hỏi này nè, nó có 4 chữ. Cái chữ mà con điền trong câu hỏi này nó có 4 cái chữ cái nha. Nó 4 chữ cái. There are 4 letters. Có 4 chữ cái. Đó là thầy gợi ý thêm. Rồi, number 3. Who can say aloud? Ai đọc to dùm câu hỏi số 3. Ok, say aloud. Dạ thưa thầy là. Good, say dạ, aloud. Dạ thưa thầy là what color is your book? Very is good. A blue and black. Ah, very good. Con chỉ cần trả lời một màu là được rồi nha. X blue là ok, nhưng mà đừng có viết thêm chữ a blue nha con. X blue, very good. Rồi, bạn mình rất giỏi luôn. Như vậy mình điền thêm chữ do, đúng rồi. Con điền thêm chữ do. It's blue. Tại vì người ta để một chỗ trống, con chỉ điền một từ là được rồi. It's blue. Ok. Thank you. What color is your book? It's blue.
Tức là viêm da chúng ta là này hả? Thì đây là bánh số kia cái cương. Viêm da nó là ok. Còn biết. Okay, do you finish? I'm finished. Very good. And now number four. I'm finished. Very good. And now number four. Number four.
Okay, now number four. Okay, number 4. Rồi, ở câu số 4 cũng có hai chỗ trống để con điền thêm từ vào. Rồi. Ai xong rồi có thể mở mic đọc to lên thầy nghe coi. Okay, who can? Who can? Rồi, thầy chỉ lưu ý con là cái câu đầu My dad. My dad. My dad. My dad là ai con? My dad là ai vậy con? My dad là ai con? Hả? À, ba của ai? Đúng rồi, ba của mình, ba của tôi. Very good. À, rồi, thế thì mình sẽ điền chữ nào cho phù hợp. À, ok. Mình điền chữ nào cho phù hợp, his hay là her? Mình sẽ điền chữ nào cho phù hợp, his hay là her? Ok. Đó là gợi ý đó nha. Now who can say aloud? Ai đọc to câu trả lời của mình coi. Who can say aloud? My dad has a laptop. My dad has a laptop. Ba của mình có một chiếc laptop. Con có biết laptop không? Con có biết laptop không? Ừ. Rồi. Rồi. Rồi đố con vậy mình đoán mình điền thêm chữ gì ở đây? Chiếc laptop của ông ấy màu đen. Chiếc laptop của ông ấy. Như vậy ở chỗ này mình điền chữ gì con? Mình điền chữ gì? Chữ thứ hai là chữ his. Very good. Mình điền thêm chữ his. Excellent. Very good. Very good. Very good. Như vậy mình phải điền thêm chữ his. Good. Right.
chiếc laptop của ông ấy màu đen. Nó thì ở trên bàn. Ít giờ đố con mình dùng chữ gì ở đây được? Nó thì ở trên bàn. Is. Very good. Trong điền chữ is. Very good. Is. Excellent. Excellent. Yeah. Good. Rồi dễ không? Nhưng mà thầy phải giải thích. Sau này thầy không giải thích, mình phải ráng mà đoán chọn cho nó phù hợp. Very good. Is. Good. Is. Excellent. Now. Right. Cố gắng là những bài tập sau mình làm nó nhanh hơn một chút nữa nha con. Hôm nay làm hơi bị chậm. Cố gắng là trả lời cho nó nhanh chóng. Rồi con có thể xem lại các nội dung ở trên. Có từ gì chưa rõ hoặc câu nào mình chưa hiểu có thể hỏi thêm thầy coi. Bạn ơi, now who can say again number one? Bạn nào xung phong đọc lại câu số 1 thì nghe coi. Say again number one. Number one, please. Oh. Say again, number one, please. Number one, please. Mở mic lên đọc to giùm thầy câu số 1 nha. Hô. Rồi mỗi bạn đọc một câu thôi nha. Number 1. Đến 20 phần á. Who can say aloud? Who can say aloud? Favorite animal. What? Favorite animal. My favorite animal is a puppy. Puppy là chó con đó con. Puppy is a puppy. Thank you. Now number 2, ai đọc giùm câu số 2 rồi? Number 2. Who can say aloud? What do you have in your spoon bag? Good. I have a book. Excellent, very good, thank you. Now number 3, ai đọc giùm thầy câu số 3 rồi? Number 3. Rồi, đọc to giống như bạn mình. Louder. Number 3. Number 3. Who? Who? Okay, you. Say aloud. Đọc to đi con. Đọc to giùm đi con. Number 3. Louder, please. Who can?
Okay. What color? Say aloud, please. What color is your book? It's blue. Blue là màu gì con? Blue là màu gì? Blue. Dạ thưa thầy, là màu xanh dương. Rồi, very good. Number 4, con đọc luôn câu số 4 thầy nghe coi. Number 4. Number 4. My dad has a laptop. Good. His laptop is black. It is on the desk. Excellent. Good job. Thank you con nha. Very good. Rồi, như vậy chiều nay buổi học của mình đến đây. Và về con nhớ xem lại từ vựng trong bài và bài tập hôm nay nữa. Mỗi ngày mình làm một ít bài tập. Và đây là những bài tập mình sẽ gặp trên lớp trong những bài kiểm tra. Nên bạn nào mình chưa làm được thành thạo, mình chưa có làm được tốt, thì con nhớ xem kỹ, tập viết đi viết lại vài lần để ghi nhớ, nghe không? Rồi, ok. Goodbye for now. See you next week. Have a nice weekend. Chúc con cuối tuần vui vẻ nghe. Rồi, tạm biệt các con. Goodbye for now. See you. See you. Ok. Rồi, tới giờ học của mình rồi con. Yeah.